Kính mời quý vị cùng theo dõi những tin tức thời sự đầu giờ trên kênh Truyền hình Thông tấn. Chiều ngày 18 tháng 11 tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp và làm việc với trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Chúc mừng các đại sứ, tổng lãnh sự vừa được Đảng, Nhà nước bổ nhiệm vào vị trí người đứng đầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Trải qua nhiều nhiệm kỳ đại hội, Đảng ta luôn khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận quan trọng không thể tách rời trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ban Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, thiết thực, hiệu quả. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong muốn các đại sứ, tổng lãnh sự phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân, cầu nối thiết thực trong hoạt động triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương đường lối ngoại giao của Đảng, tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam, đẩy mạnh phát huy nguồn lực, trí tuệ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vận động đồng bào phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng đất nước. Bên cạnh đó, các đại sứ, tổng lãnh sự tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của kiều bào, thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống, hội nhập ở các nước sở tại, đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Chuyển sang một thông tin khác, sáng nay Ban Tuyên giáo đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Mục đích của hội đàm nhằm tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, trao đổi kinh nghiệm về công tác tư tưởng và xây dựng đảng trong bối cảnh cách mạng khoa học và công nghệ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì phía Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Roselyn Polanco, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, chủ trì phía Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Phát biểu khai mạc hội đàm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh về mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống đặc biệt giữa hai nước, nhất là sau chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Cuba vừa qua. Nêu bật việc tổ chức hội đàm vào thời điểm này để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực cùng quan tâm, thể hiện sự coi trọng, quyết tâm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa truyền thống quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và hoàn toàn tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Tại cuộc hội đàm, đại biểu hai bên đã có nhiều trao đổi chia sẻ về việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu về công tác tư tưởng và xây dựng Đảng trong giai đoạn phát triển khoa công nghệ, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một số nhiệm vụ giải pháp ứng dụng khoa công nghệ tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Hai bên nhất trí trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa về các lĩnh vực thế mạnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai đảng, đa dạng hóa các hình thức hợp tác phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Trước mắt, hai bên phối hợp tổ chức hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa hai đảng ngay khi điều kiện dịch tễ cho phép, làm phong phú và đa dạng hóa các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ và những người làm công tác nghiên cứu lý luận, tuyên truyền, báo chí, phóng viên, góp phần tích cực vào việc gìn giữ và không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã trân trọng mời đồng chí Rogelio Polanco thu xếp sang thăm Việt Nam ngay khi điều kiện dịch tễ cho phép. Chiều 18 tháng 11 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp mặt đoàn đại biểu thầy giáo, cô giáo tham dự chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2021 hướng đến chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đoàn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng và biểu dương những nỗ lực phấn đấu của đội ngũ nhà giáo nói chung, các thầy cô giáo tham gia chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2021, đồng thời biểu dương sáng kiến tổ chức chương trình của Trung ương đoàn. Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục. Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, được ưu tiên đi trước trong các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà được thực hiện bằng các chủ trương, chính sách cụ thể, trong đó có nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong bối cảnh khó khăn, xen lẫn thách thức, Phó Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục chuyển đổi, thích ứng nhanh chóng, trong đó các thầy cô giáo nêu cao tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào nghề nghiệp, quyết tâm cao hơn trong sự nghiệp chồng người để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phó Chủ tịch nước mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, thích ứng trong bối cảnh dịch COVID-19 để đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng văn hóa học đường phù hợp với tình hình mới, gìn giữ mối quan hệ giữa thầy trò với truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, giữ vững nề nếp kỷ cương của trường học nhưng phát huy sự độc lập, sáng tạo, năng động của học sinh. Ngày 18 tháng 11 tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã tổ chức trao trực tiếp 200 trong tổng số 1.000 bộ áo phao cứu sinh
hỗ trợ ngư dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Khánh Hòa. Khánh Hòa là địa phương cuối cùng trong 12 tỉnh thành phố miền Trung được trao tặng áo cứu sinh năm 2021 do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động ủng hộ với tổng số 15.000 bộ trị giá trên 20 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ trao tặng, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang động viên bà con ngư dân giữ gìn sức khỏe, vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 và hy vọng hoạt động này sẽ góp phần giúp bà con ngư dân phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển, giảm nhẹ rủi ro, yên tâm bám biển. Cùng với đó, nguyên Chủ tịch nước cũng kêu gọi các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành hỗ trợ cho ngư dân nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Chương trình trao áo phao cứu sinh kéo dài từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 11. Trong thời gian này, đoàn công tác cũng đã đến 12 tỉnh, thành phố và trao trực tiếp gần 3.000 bộ áo phao cho ngư dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Số còn lại hơn 12.000 bộ áo phao được chuyển đến Hội Chữ Thập Đỏ và các địa phương thời gian trước đó và đã trao cho bà con ngư dân. Triển lãm ảnh về di sản thế giới tại Việt Nam và Liên bang Nga do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức đã khai mạc chiều nay tại Hà Nội. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ năm Việt Nam Liên bang Nga. Triển lãm hội tụ tất cả các di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể, di sản thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển tại Việt Nam và Nga đã được UNESCO ghi danh. Trong đó, Việt Nam sở hữu 21 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa phi vật thể, 7 di sản tư liệu, 11 khu dự trữ sinh quyển và 3 công viên địa chất toàn cầu. Tại Liên bang Nga, với đặc trưng địa hình được bao phủ bởi những lớp băng vĩnh cửu, miền sa mạc nóng cháy và các thảo nguyên xanh tươi, 31 di sản, trong đó có 11 di sản thiên nhiên và 20 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh là di sản thế giới. Nhiều di sản thế giới tại Liên bang Nga được coi là kiệt tác của nhân loại. Hôm nay khi mà 21 cái di sản Việt Nam và 31 di sản của Nga được UNESCO công nhận, được đặt vào chung một vị trí, thì chúng ta cảm thấy như là đây là cái hội tụ của hai cái nền văn hóa rất là độc đáo, hai cái nền văn hóa rất là giàu bản sắc. Thế và nó mang cái người dân Nga và người dân Việt Nam gần lại với nhau. Triển lãm ảnh di sản thế giới tại Việt Nam và Liên bang Nga được tổ chức góp phần tích cực tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giao lưu văn hóa Việt Nam-Liên bang Nga, đồng thời là hoạt động có ý nghĩa trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt khi hai nước hướng đến kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022.